Nào đây. Đúng là phải dùng cái chảo này thật, mấy cái chảo thì không thể cấu được. Đảo năng cả tay luôn này, chín tay. Ôi, sợ, sợ. Anh cho gia vị vào đi anh ơi. Mày thái to quá. Anh thái mà. Mày thái đi kìa, cái mày thái tao thấy nhỏ. Em thái cũng nhỏ đấy. Đấy. Mình đảo cái này mà cháu không phải đi tập gym các bạn. Cái này khỏe cơ tay. Tại vì nó nặng lắm. Quá nhiều luôn mình ạ. Quá nhiều măng luôn. Đảo cho nó chín măng đi anh ạ. Lòng xào khế ngon hơn. À cũng ngon nhưng mà không biết là lòng xào dưa nó sẽ như nào nhé. Anh em thử kết hợp cái quả chưa ai làm cho mà ăn nó vị như nào anh em. Ngon mà. Lòng ăn được, măng ăn được. Thì măng với cả lòng đều ăn được. Này chắc nó chín lắm quả chảo. Nóng nhắm. Ui xà. Các bạn thấy ngon không? Mọi người thấy thế nào? Kích thích không ấy? Ui thì bát làm cái gì? Khổng em thì chơi bát này. Ăn nó rất với chim. Ăn to nó lớn. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhé. Ui, ăn măng xào. Đây. Lòng bò của em nhá. Cái miếng này thì phải nói là siêu hấp dẫn. Mỡ mỡ này, ngon nhỉ. Đây, cho cái miếng này này. Siêu ngon. Mấy cái lông già này có mỡ bên trong ngon lắm. Ai không biết ăn là bỏ hết mỡ đấy anh nhỉ. Ngon lắm mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Để em ăn thử miếng măng nhầm. Ngon không? Ngon không anh? Hơi đắng. Đắng làm sao nữa? Nhưng mà đắng xong khoảng tầm vài giây ấy, thế lại nó lại kiểu ngon ngọt đấy nhỉ. Ăn thế này mới ngon này, nó hơi ngâm ngâm một tí xong rồi nó ngọt mà nhỉ. Măng này là măng cây u nhá mọi người nhá. Mọi người biết cái cây u không? Cái cây mà siêu to khổng lồ ấy, cây tre siêu to khổng lồ ấy, có cây bằng người mình này. Đấy. Để mà nó mà không đắng ấy thì phải trần qua nước xong mới xào. Nhưng mà anh em mình xào thẳng ăn đắng mới ngon. Em mình ăn sổi luôn. Cái u này ngày xưa ở xung quanh làng mình rất là nhiều nhưng bây giờ chỉ có trên núi có thôi. Wow. Ai vậy anh ơi. Gắp cả cái nơi vào. Xong rồi cho một miếng vào nhé. Cho một miếng vào. Ăn kiểm. Wow. Ngon. Ngon ngon. Ngon ngon ngon. Mày ăn cái gốc nó ngọt. Ngọt kiểu khác. Đây. Phần gốc này này. Lúc nãy em ăn miếng gốc mà cháu ơi, em ăn miếng ngọt thì hơi ngầm ngầm. Đó. Đây phải kẹp một phát là lòng bò. Lòng bò xào khế nó ngon kiểu khác và lòng bò xào măng nó ngon kiểu khác mọi người ạ. Nói chung là rất là ngon. Đấy là một ngon kiểu chua, đây là một ngon kiểu đắng. Không biết bắt tiền mới làm được chưa? Bắt tiền đâu? Ôi đấy mà nó không ngấm cái đắng của măng rang đâu nhé mọi người nha. Bắt tiền đâu? Ăn măng xào không? Bắt tiền chắc là
là đi đang đi thu ngân hàng thôi. Sao đi thu ngân hàng? Ở tiền mà. À, ừ. Chắc là đi ra ngân hàng gửi tiền. Còn ông Tấn nữa cơ. Ông Tấn đi đâu? Đi cân à? Đi chở nó mới được nhiều. Tấn tiền. Còn một nhà là cán cuốc nữa. Sao? Tên gì ạ? Hai nhà trên chó mày hả? Chồng tên là cuốc, vợ tên là cán. Cười gì? Thật chứ? Ăn như là mình phê. Bê cả chảo luôn. Chơi cả chảo luôn. Cái chảo này nó dày lắm. Thế nên nó vẫn còn giữ được nóng ấy. Mai để đổi hai cái ghế này thành ghế phong cách hoàng gia. À đây ông Tấn. À ông Tấn. Ông Tấn ơi. Nắng không? Ai chào đây mà không? Ngồi. Cháu chào ơi. Bắt tiền về chưa? Chưa. Ừ. Thảo nào gọi bắt tiền chẳng thấy đâu. Lấy đĩa. Có ăn nào không? Thử miếng này. Ông Tấn mất dạo à? Mất dạo đâu? Thử miếng. Sao vậy? Con xào ra sao? Tam bao to sao với tam bao con sao? Cần cần dự nhai cái ừ. Ngâm ngâm nghe ngon nhỉ? Có ăn ông về lấy Âu lấy đĩa. Ông lấy Âu đi. Thử lòng. Lòng. Về lấy Âu ra. Không đam mê lòng à? Gầy ăn lòng còn đam mê đấy chứ. Thấy ông mà nó có mỡ ăn ngon hơn nhỉ? Ừ. Đó là mỡ ăn đáng ngây hương. Đáng xưa. Ôi trời. Ở trên mình rất nhiều loại măng. Còn cái loại măng đắng này, nó chỉ bằng tầm này nè. Dài dài rồi. Loại đấy mới đắng. Đắng kinh điển luôn. Đắng siêu kinh điển. Mọi người mướp mướp đắng không là gì nhá. Mọi người biết cái măng đấy không? Để bé này nè. Này. Ăn trắng lắm. Loại đấy phải cứ nướng lên. Ừ, nhưng mà cũng có một cái loại như thế nhưng mà lại không không đáng bằng nhá. Nó phải măng đắng hẳn cơ. Lòng lòng nó không bị ngọt đắng. Ăn sướng. Mà thỉnh thoảng lại ăn một miếng măng nha. Ừ. Biết thế chơi cả combo này ra ngoài suối ngồi mát sườn. Đúng rồi. Phì, mà cái chảo này nó còn nổi nữa cơ. Anh em mình vừa bơi được chén rồi đó. Đố mới bơi được vào cái chảo. Nó không, chìm phát ra. Chảo này nổi trong em mình bơi xung quanh ăn nè. Chảo này nổi gì? 40 cân ấy, để nó chỉ nổi hơi hơ hơ. Ui. Rồi gì đổ. Ăn uống vẫn phải chìm. À ông ơi. Mấy đại ca là bắn pháo hoa lên trời. Nói chung là hơi ít lòng đấy ông nhá. Chỉ là măng ngon thì chọn cho ông ít lòng. Không cần đây đâu. Nếu hơn ai cơn lòng mà nó không thấm gì so với măng măng không? Nhiều. Đấy. Mái đi. Thôi. Mái đi. Đi vào đánh được với. Ông ăn chấm nước không? Ôi, ok. Đây không? Ông xin nhá. Ok không? Anh ơi, cái cục mỡ này. Sau xuống mang bia sang đây đổi nhá. Cầm xuống đi tay không này. Cầm bia rượu xuống. Không ăn à? Món này nhá. Mà mọi người luộc qua cái măng này nhá. Xong bắt đầu xào để ăn. Măng khi mọi người mua măng ngoài chợ ấy, hầu hết tất cả các loại măng hầu hết mọi người nên nấu một nồi nước sôi, thái thiếc măng cẩn thận các kiểu ấy, bỏ vào đấy xong cái vớt ra luôn bắt đầu đem xào hoặc đem luộc lại hoặc cứ là gì nó sẽ bớt được cái đắng ở măng nhá, mà rất là ngon nhá, luộc luôn vào cái trần. Ngon à? Có béo béo. Ngon. Ăn ngay. Giờ chế độ nấu nhiều này không ăn hết. Bây giờ phải
bù và xỉ. Bù đôi ra một phần để tí nữa đấy, không lại bảo là kia để đấy tí nữa để cho mọi người à trong đi chia gì anh à, tí nữa gọi người lên lấy đấy, đầy lăng ở dưới này cũng đủ lắm rồi. Thôi à, clip này khả năng anh em mình sẽ xin phép kết thúc ở đây đi, vì à, chuẩn bị anh em mình lại phải cho đi cho gà chọi ăn rồi, các thứ loại ăn rồi. Nhưng, à, chiều tối mà chiều tối anh em mình vất vả lắm. Thôi à, nếu mọi người thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh và chuông bên cạnh nhá. Bye bye tất cả các bạn nhá, các bạn nhớ theo dõi để xem clip sau nhé. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.